Em chờ anh có lâu không? Dạ, cũng lâu rồi anh. Hôm nay anh đến đây để hẹn em một lần cuối. Anh mong là sẽ biết được sự quyết định của em. Một là em sẽ quay về với anh, mỗi lần lầm anh sẽ tha thứ. Còn hai, Anh, thật lòng á, là em rất yêu anh. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình em đã lỡ. Dại cờ.